chào mừng các bạn nhỏ đang đến với chương trình Chúc bé ngủ ngon của Oneway Radio. Các bạn nhỏ ơi, không biết một ngày trôi qua của các bạn nhỏ như thế nào nè. Riêng đối với anh Đom Đóm á nha, thì anh cảm thấy rất là vui bởi vì ngày hôm nay anh được gặp lại các bạn học cũ nè, được nghe các bạn đó kể lại những câu chuyện, rồi còn được ăn thiệt là ngon nữa. Yeah! À, và anh Đom Đóm cũng thấy là ngoài kể chuyện cho các bạn nhỏ nghe những câu chuyện trước khi đi ngủ á, thì anh Đom Đóm và chị Giọt Sương cũng rất là mong các bạn nhỏ sẽ chia sẻ những câu chuyện của các bạn. Và chính anh Đom Đóm cũng như chị Giọt Sương có thể giải đáp những thắc mắc cho các bạn nhỏ nữa. Cho nên nếu như các bạn nhỏ có những câu chuyện hay và muốn gửi về cho chương trình thì hãy nhờ ba mẹ chuyển thư về email chia sẻ amoconeway.vn nha. Dạ đúng rồi đó anh Đom Đóm. Em muốn được nghe thật nhiều câu chuyện từ các bạn nhỏ luôn. Được lắng nghe, chia sẻ cùng các bạn. Và chúng ta sẽ cùng trở nên những tình bạn thật tuyệt đẹp trong Chúa. Đúng không các bạn nhỏ? Tất nhiên là đúng rồi. À, mà nói về tình bạn, tự nhiên á làm em nhớ đến một câu chuyện về một người bạn tên Xuân của em á. Với em thì bạn Xuân này là một người rất là tốt. Nhưng mà bạn từng có những suy nghĩ hơi kỳ cục về tình bạn anh Đom Đóm. Tình bạn kỳ cục hả? Là sao ta? Dạ, nhưng mà đã từng thôi à. Còn bây giờ thì bạn ấy đã thay đổi rồi. Câu chuyện tình bạn một lần. Xuân, một cô bạn nhỏ giống như cái tên, lúc nào cũng ấm áp và thân thiện. Cô bạn rất hòa đồng và tham gia rất nhiều hoạt động của hội thánh. Sau một ngày đi nhà thờ và học lớp trường Chủ nhật, Xuân về đến nhà vội cởi giày ra. Con đã về rồi đây, mẹ ơi. Ủa? Giọng ngạc nhiên. Mẹ đâu rồi anh hai? Xuân về rồi đó hả? Mẹ đi thăm một tín đồ trong hội thánh bị bệnh đó em. Chắc là qua tới trưa mẹ mới về. Em đói bụng chưa? Anh hai Xuân năm nay 20 tuổi, hiện là sinh viên của trường Bách Khoa. Anh rất giỏi giang cũng như yêu mến Chúa lắm. Xuân rất nể anh trai mình nên cô bé ước gì lớn lên cũng được giống như anh trai. À vậy hả? Xuân hơi hụt hẫng vì không được gặp mẹ. Em tưởng là mẹ có nhà, tính hỏi mẹ xem em có thể dẫn bạn về nhà chơi được không? Thì em cứ dẫn bạn về chơi đi, hai đứa vẫn hay chơi ở nhà mà. Ý anh nói là mai á hả? Xuân cười cười. Lần này không phải là mai đâu, là bạn khác á. Mai thì chơi chung cũng được, nhưng mà bạn mới này thì em thích chơi với bạn mới này hơn. Thích chơi với bạn mới này hơn hả? Anh hai vừa nhíu mày vừa hỏi. Anh thấy tốt hơn là em dẫn cả Mai với bạn mới về nhà cùng chơi đi, các em có thể chơi chung với nhau mà. Ý, em nghĩ là hai bạn chơi với nhau không có được hợp đâu. Em cảm thấy thích Thu hơn, bạn mới của em á. Vì bạn đó thú vị lắm á anh hai. Bạn ấy kể chuyện làm em cười, quá chừng cười luôn. Ui, em hơi đói bụng rồi, em uống chút sữa nha anh hai. Ừ, để anh lấy cho em. Anh của Xuân mở tủ lạnh và lấy một ly sữa đem đến cho Xuân. Cảm ơn anh hai tốt bụng nha. Để em kể cho anh hai nghe về người bạn mới này nè, thú vị lắm. Xuân vừa nói vừa khua tay, bất chợt trúng vào cái ly sữa trên bàn, làm sữa đổ hết vào chiếc điện thoại đặt kế bên. À! Xuân luống cuống nhấc ly sữa lên, nhưng nó cũng đã lên láng khắp chiếc điện thoại rồi. Ây da, ướt hết điện thoại rồi nè Xuân. Để đó em lau cho. Tự nhiên dạo này tay chân của em nó cứ làm sao á. Xuân vừa nói vừa với lấy cái khăn lau bàn. Khoan khoan Xuân, để anh lau, để anh làm. Mình lau bằng khăn giấy thì tốt hơn. Anh hai rút khăn giấy ra lau bàn và sau đó vứt giấy đã ướt vào thùng rác. Thật tiện lợi, Xuân cảm thán. Từ khi có khăn giấy, ta đã đỡ được công việc phải giặt những cái khăn. Đúng là những thứ dùng một lần lúc nào cũng tiện lợi hơn. Đúng không anh hai? Đúng rồi đó em gái. Dùng một lần thì tiện là có tiện thiệt đó nha. Nhưng mà nó không áp dụng cho tình bạn được đâu. Là sao anh hai? Em biết không, tình bạn á không có giống như khăn giấy hay là bất kỳ vật dụng tiện dụng nào đâu.
chúng ta không thể chơi với bạn một lần rồi vứt bỏ bạn đi được. Em đâu phải là vứt bỏ bạn đâu, chỉ là bây giờ em thích chơi với Thu hơn một chút xíu thôi, rồi mai mốt em lại chơi với Mai mà. Không có nên như thế. Anh của Xuân thở dài. Em nghĩ xem, sẽ thế nào nếu mà Chúa cũng đối xử với chúng ta giống như là miếng khăn giấy tiện dụng này? Ngài sẽ vứt bỏ em khi em có tội lỗi hả? Tất nhiên là không rồi đúng không? Ngài sẽ thấy em không còn thú vị nữa và đi quan tâm tới người khác. Em có nghĩ là sẽ như vậy không? Dạ, chắc là không phải như vậy đâu ha. Giọng Xuân lý nhí trả lời. Đúng rồi, chắc chắn là như vậy rồi. Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Cho dù là chúng ta có đầy tội lỗi nè, rồi vì chúng ta có giá trị đối với Ngài, nên là Ngài vẫn tha thứ và xóa sạch tội lỗi cho dù chúng ta có như thế nào đi chăng nữa. Chúa cũng muốn chúng ta đối xử với bạn mình như vậy luôn. Anh thấy vui khi mà biết được là em rất là hòa đồng với các bạn. Nhưng mà tình bạn thì không chỉ là ngắn hạn đâu đó nha, mà nó cần vun đắp mỗi ngày nè, giống như cái cây cần được tưới nước hàng ngày vậy đó. Vậy thì em phải vun đắp như thế nào hả anh hai? Xuân có vẻ đã nhận ra nhiều điều và hớn hở hỏi anh trai về cách duy trì tình bạn. Thì bằng tình yêu thương và bằng lời của Chúa đó em. Anh trai khẽ cười và xoa đầu Xuân. Các em có thể cùng học với nhau nè, cùng ăn với nhau, rồi cùng nhau chia sẻ những câu kinh thánh để khích lệ cho nhau. Ví dụ giống như câu gốc ở trong Châm Ngôn đoạn 27 câu 10 nè. Chớ lìa bạn mình hay là bạn của cha mình. Trong ngày hoạn nạn, nhớ đi đến nhà anh em mình. Một người xóm giềng gần còn hơn anh em xa. Dạ em biết rồi anh hai ơi. Em sẽ nhớ rõ câu này và chia sẻ cho mấy bạn của em nữa. Vậy thì... Xuân nói một cách ngập ngừng. Em có thể mời cả Mai và cả Thu đến nhà luôn được không anh hai? Anh nghĩ là được chứ em. Càng đông càng vui mà. Đặc biệt đây là những người bạn rất tốt với em và em cũng yêu quý họ nữa. Cảm ơn anh hai về lời khuyên này. Anh hai là tuyệt vời nhất. Xuân vừa cười vừa nịnh nọt anh hai. Anh không có dám nhận là số 1 đâu nha. Chỉ có Chúa là số 1 thôi. Theo như anh được biết như vậy thì có lẽ đúng là Xuân có hơi kỳ cục một tí ha. Nhưng mà thiệt là vui bởi vì cuối cùng thì Xuân cũng hiểu ra là tình bạn là một mối quan hệ lâu dài, cần phải luôn duy trì và xây dựng nó. À, mà Chúa cũng luôn muốn chúng ta có một tình bạn mật thiết với Ngài luôn đó giọt xương. Bởi vì dạ, Chúa không bao giờ yêu thương rồi lại vứt bỏ chúng ta khi chúng ta phạm tội đâu. Bởi vì Ngài sẽ luôn nhắc nhở để chúng ta ăn năn và từ bỏ tội lỗi của mình đó. Vậy thì cả em và anh Năm Đóm đều là bạn của Chúa đúng không anh Năm Đóm? Đúng rồi đó. Chúng ta cũng cần phải xây dựng mối quan hệ yêu thương với Chúa cũng như bạn bè của mình thật là lâu lâu ơi là lâu nữa nè. Ôi, hôm nay thật là một bài học rất là hay, phải không các bạn nhỏ ơi? Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đọc lớn câu kinh thánh của ngày hôm nay nè. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Trong Giăng đoạn 15 câu 13. Các bạn nhỏ đừng quên viết lại câu kinh thánh và bài học mà các bạn đã nhận được từ lời Chúa qua chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon của Quanh Quay Radio nha. Anh Đăm Đóm sẽ cầu nguyện cho các bạn bây giờ nè. Cảm ơn Chúa vì Ngài là bạn hữu của chúng con. Xin cho chúng con luôn yêu mến Ngài và xây dựng tình bạn này thật là bền vững. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tới đây thì chị Giọt Sương và anh Đăm Đóm đành phải nói lời chào tạm biệt với các bạn rồi. Thời gian trôi qua thật là nhanh đúng không nào? Bây giờ thì các bạn nhỏ của chị Giọt Sương và anh Đăm Đóm hãy lên giường và đi ngủ thôi. Chúc cho các bạn có một giấc ngủ thiệt là ngon nè. Mơ những giấc mơ thật là đẹp nha. Sao san dịu kỳ tình Chúa cho con người.